Phật tử như lai ứng tránh đẳng giác làm Phật sự rồi, do quán mười nghĩa mà thị hiện niết bàn. Những gì là mười, đó là vì thị hiện tất cả hành, thật là vô thường; vì thị hiện tất cả hữu vi chẳng an ổn; vì thị hiện đại niết bàn là nơi an ổn, không có sự sợ hãi; vì các trời người ưa chấp xác thân nên vì họ hiện xác thân là pháp vô thường khiến cho họ nguyện trụ pháp thân thanh tịnh vì thị hiện lực vô thường không thể truyền vì thị hiện tất cả hữu vi chẳng tùy tâm trụ chẳng tự tại vì thị hiện tất cả ba cõi đều như huyễn hóa chẳng kiên cố vì thị hiện tánh niết bàn rốt giáo kiên cố chẳng thể hoại vì thị hiện tất cả pháp không sinh không khởi mà có tụ tập tướng tán hoại phật tử chư phật thế tôn làm phật sự rồi sở nguyện viên mãn rồi chuyển bánh xe pháp rồi, người đáng hóa độ đều hóa độ xong rồi, có các Bồ Tát đáng thọ tôn hiệu, thọ ký thành tựu rồi, pháp phải như vậy vào nơi đại niết bàn không biến đổi. Phật tử đó là Như Lai ứng tránh đẳng giác quán mười nghĩa. Phật tử pháp môn này tên là Bồ Tát Quảng Đại Thanh Tịnh Hạnh, vô lượng chư Phật đều cùng tuyên nói, khiến cho bậc trí thấu rõ vô lượng nghĩa, đều sinh hoan hỷ, khiến cho tất cả Bồ Tát đại nguyện đại hạnh đều được tiếp tục. Phật tử nếu có chúng sinh nghe được pháp này, nghe rồi tin hiểu, hiểu rồi tu hành thì sớm sẽ được thành tựu A nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Tại sao? Vì như lời nói mà tu hành Phật tử, nếu các Bồ Tát chẳng như lời nói mà tu hành, thì nên biết người đó sẽ xa lìa Phật Bồ Đề, cho nên Bồ Tát nên như lời nói mà tu hành. Phật tử, tất cả Bồ Tát đó nơi công đức hành, quyết định nghĩa hoa khắp vào tất cả Pháp, khắp sinh ra nhất thiết trí, vượt qua các thế gian, lìa khỏi đạo nhị thừa, chẳng cùng ở với tất cả chúng sinh, đều chiếu rõ tất cả Pháp môn, tăng trưởng căn lành xuất thế của chúng sinh sinh, lìa pháp môn phẩm thế gian, đáng tôn trọng, đáng nghe thọ, đáng tụ trì, đáng tư duy, đáng nguyện ưa thích, đáng tu hành. Nếu được như vậy, thì nên biết người đó sớm được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi nói phẩm này, thì nhờ thần lực của Phật và pháp môn này pháp như vậy, nên mười phương vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới đều đại chấn động, đại quang minh chiếu khắp.